Có lẽ chúng ta đều đã quen thuộc khi nghe đến chủ nghĩa khắc kỷ, có quá nhiều bài viết, video hay phát biểu về chủ nghĩa này. Là một trường phái triết học đề cao thực hành trong đời sống thực, nơi mà chúng ta có thể thật sự nâng cao phẩm chất và tính cách của con người nếu luyện tập. Không rườm rà, lạm dụng uyển ngữ hay dùng lối nói hoa mỹ, những gì chủ nghĩa khắc kỷ hướng đến là sự xúc tích, đơn giản và đề cao việc rèn luyện cá nhân với mục tiêu cao nhất, là để dần dần tinh lọc tính cách và đức hạnh cá nhân. Epictetus, một trong những người thầy vĩ đại nhất của chủ nghĩa khắc kỷ, tin rằng sự tiến bộ đạo đức không phải là lãnh địa độc quyền của giới quý tộc, cũng không thể đạt tới do tình cờ hay may mắn mà phải bằng cách rèn luyện bản lĩnh hàng ngày. Ông mạnh mẽ cảnh báo những môn đệ của mình hãy tránh việc chỉ giỏi lý thuyết suông, mà hãy chủ động áp dụng những lời dạy của ông vào những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống. Có lẽ chính bởi sự giản dị trong cách tiếp cận này mà cho đến hàng ngàn năm sau, tận thời đại của Covid và những siêu máy tính, chúng ta vẫn có hàng triệu người luyện tập chủ nghĩa khắc kỷ, tiếp nối sự minh triết xa xưa này hàng ngày. Nhưng cuộc sống bây giờ đổi khác, công việc đã và đang chiếm rất nhiều thời gian trong đời của một người trưởng thành. Nỗi lo cơm áo gạo tiền, danh dự, hãnh tiến và địa vị cũng khác với cả thời xưa rất nhiều. Liệu có còn phù hợp khi áp dụng một triết thuyết cổ xưa vào đời sống? Hơn thế nữa, liệu rằng có thể mang chủ nghĩa khắc kỷ vào công việc hàng ngày hay không? Đó cũng là sống mà. Thậm chí với nhiều người, họ coi công việc là tất cả. Trước khi bắt đầu, hãy nhớ lại một lần nữa lời nói này ở trong cẩm nang thư của Epictetus. Hạnh phúc và tự do bắt đầu với sự hiểu biết rõ ràng về một nguyên tắc. Một số điều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, và một số khác thì không. Chỉ sau khi bạn đã đối mặt và chấp nhận với cái nguyên tắc nền tảng này, và học cách phân biệt giữa những gì bạn có và không thể kiểm soát, thì bạn mới có thể đạt tới bình an nội tâm và cách hành xử hữu hiệu. Chủ nghĩa khắc kỷ giúp chúng ta chỉ ra khác biệt giữa những điều trong và ngoài tầm kiểm soát. Để bắt đầu, hãy lập danh sách những thứ luôn khiến bạn canh cánh trong lòng, chia ra làm hai cột, có thể tác động và không thể. Khi và chỉ khi bạn phân tách được điều này, trong cuộc sống cũng như công việc, thì bạn mới học được cách ưu tiên cho những gì trong tầm tay của mình. Thế là bạn bắt đầu với việc tái tập trung lại năng lượng bản thân để bắt đầu một hành trình thay đổi trước mắt. Nào, hãy bắt đầu với công sở hàng ngày. Rèn luyện bản lĩnh con người trước những lo âu của đời sống hiện đại, trang bị cho bản thân một tâm thức mạnh mẽ trước thời đại biến đổi khôn lường, một kim chỉ nam định hướng tâm hồn tới bình yên và hạnh phúc, thực hành chủ nghĩa khắc kỷ trong đời sống cùng Seneca những bức thư đạo đức, khám phá và đặt ngay bộ sách tại tủ sách nhà nhẹ nhá. Lên danh sách những điều có thể kiểm soát. Rất thường xuyên, chúng ta tập trung vào các sự kiện mà chúng ta ít có khả năng kiểm soát. Sắp có một bài thuyết trình quan trọng trước một khách hàng tiềm năng của công ty, và bạn lo sợ rằng bản thân sẽ thể hiện như thế nào trước họ. Hẳn bạn sẽ nghe theo lời khuyên của nhà khắc kỷ. Hãy cố gắng hết sức trong phần trình bày của bạn. Chuẩn bị thật kỹ càng, luyện tập trước gương, xem xét tài liệu bổ sung, chuẩn bị quần áo sạch sẽ gọn gàng và trình bày với khả năng tốt nhất của bạn. Nếu như thuận lợi, thật tuyệt vời. Còn nếu không thì sao? Hãy đặt nó sang một bên, vì bạn biết rằng mình đã cố gắng hết sức. Bên cạnh đó, công ty chưa chắc đã phù hợp với lựa chọn của khách hàng chẳng hạn. Khi được rèn giũa, bạn sẽ có lần chuẩn bị tới với sự tự tin lớn hơn. Kiểm soát sự tập trung. Tập trung, tập trung và tập trung, điều quan trọng phải nói lại 3 lần. Đây là việc rất hiếm trong thời đại kỹ thuật số này. Chúng ta chỉ có thể làm việc hiệu quả và năng suất nếu biết cách quản lý tốt nhất năng lượng, thời gian và sự tập trung của mình. Những người thành công là một người bình thường biết giữ sự tập trung. Và một lời từ Seneca, nếu người thủy thủ không biết bến cảng của mình nằm ở đâu, thì cơn gió nào cũng là bất lợi. Quá nhiều việc, nhưng tôi mới là người chỉ huy. Thời đại này là thời đại luôn yêu cầu bạn phải nâng cao hiệu suất công việc, làm càng nhiều càng tốt, rồi lại phải tối ưu hóa thời gian. Trong sự hỗn độn này, rất nhiều lúc khiến chúng ta burn out và kiệt quệ. Hãy học cách dừng ngay những thứ gây sao nhãng và tập trung vào công việc thực tế. Seneca đã rất ngạc nhiên bởi dường như rất ít người coi trọng cuộc đời của họ khi họ đang sống. Dường như ai cũng bận rộn khủng khiếp và lãng phí quá nhiều thời gian. Ông nhận xét không phải chúng ta có quá ít thời gian mà là chúng ta đánh mất quá nhiều. Cuộc đời chúng ta nhận được không hề ngắn ngủi, nhưng chúng ta làm cho nó ngắn ngủi. Chúng ta không thiếu thốn nhưng sử dụng những gì chúng ta có một cách đầy lãng phí. Kiểm soát thời gian của bạn và bắt đầu phân bổ nó đúng cách.
bắt đầu bằng cách xem lại thói quen hàng ngày của bạn. Chú ý theo dõi các hoạt động đó trong một khoảng thời gian nhất định để thấy rõ thời gian bạn đang thực sự được sử dụng vào đâu. Hội họp, điện thoại, email, thông báo, chuyện phiếm và nhiều chuyện phiền nhiễu khác liên tục cắt đứt cái sự tập trung của bản thân. Đến lúc bạn phải đặt ưu tiên rồi đó. Nuốt con ếch. Marcus Aurelius từng viết thế này: trở ngại thúc đẩy hành động, điều gì cản đường chúng ta rồi sẽ trở thành con đường. Ở thời hiện đại này, ta gọi đó là nhiệm vụ nuốt con ếch. Việc chúng ta không muốn làm thì nên tập trung hoàn thành sớm để đầu óc thảnh thơi và có thể chuyển sang một nhiệm vụ khác mà không phải canh cánh trong lòng. Hãy giải quyết những việc khó nhất, quan trọng nhất trong danh sách mà ta có. Hãy nên làm ở trong buổi sáng. Hãy ăn ngay con ếch cản đường để đi lên. Khi việc đã xong, ta sẽ có một ngày khác biệt bởi cảm giác nhẹ gánh mà mình sở hữu. Làm từng việc một, lặp lại điều này. Marcus Aurelius nói rằng, hãy tiếp cận từng việc như thể đó là nhiệm vụ cuối cùng của bạn. Đi tìm sự rõ ràng trong công việc của mình ngay từ hôm nay. Những nhà khắc kỷ cũng nhắc nhở chúng ta hãy chậm lại một chút, làm từng việc một và làm thật tốt, thật hiệu quả. Sự rõ ràng khởi sinh trong tính giản đơn của việc lặp đi lặp lại một nhiệm vụ hàng ngày là cực kỳ ấn tượng. Chỉ là bạn có nhìn ra hay là không thôi. Ngay cả một việc nhỏ như đánh răng cũng là một lời kêu gọi để bạn có thể thử. Tập trung vào công việc đó xem và hãy nhìn ra những điểm có thể cải thiện hay sự rõ ràng khi thực hành. Khi bạn áp dụng điều này vào những ngày làm việc của mình, đóng táp email đó, không chuyện phiếm, tin nhắn kia đâu cần trả lời ngay, bạn sẽ bắt đầu cải thiện hiệu quả và năng suất của bản thân nhiều hơn bạn tưởng. Làm chủ bản thân. Trước khi cố gắng kiểm soát các sự kiện, chúng ta phải kiểm soát chính mình. Làm chủ bản thân là điều duy nhất có thể thành công 100%, nhưng cũng là điều khó nhất. Các nhà khắc kỷ đã dạy chúng ta rằng có rất nhiều thứ không thể đoán trước sẽ xảy ra trong cuộc sống mà chúng ta không thể kiểm soát. Nhưng chúng ta có thể kiểm soát cách chúng ta phản ứng với các sự kiện đó, cách chúng ta chọn tư thế chủ động để tương tác với các sự kiện, trái ngược với phản ứng bất ngờ, bị động, đòi hỏi một người phải kiểm soát được cảm xúc và suy nghĩ của họ. Trên con đường để là một người lao động theo trường phái khắc kỷ, bạn phải là người làm chủ cảm xúc và kiểm soát các thói quen hàng ngày của mình. Học lấy nguyên tắc này và áp dụng nó, khéo léo và phù hợp với cuộc sống của bạn. Bạn có thể quyết định có một ngày làm việc dài hơn, nhưng lại có thêm một ngày nghỉ vào cuối tuần. Hoặc từ bây giờ, bạn sẽ phải làm việc 30 tiếng một tuần, nhưng cam kết đạt được một mức sản lượng nhất định mỗi ngày. Dù đó là gì, hãy tìm chế độ phù hợp với bạn và cố gắng làm nó như một nghệ nhân. Học cách giải quyết cái tôi. Bản ngã sẽ dẫn đường để bạn tìm kiếm sự gắn bó với công việc của mình. Cái tôi ấy sẽ khiến chúng ta gắn giá trị của bản thân với mức lương mong muốn của mình. Hãy biết tự nhận thức về cái tôi của bạn. Hãy làm những công việc bạn phải làm tốt nhất có thể, nhìn nhận thẳng thắn những mặt tốt, xấu của công việc. Tất nhiên đừng tỏ ra kiêu ngạo, cho dù công việc ấy có dễ dàng thế nào. Kể cả khi không được ghi nhận một cách xứng đáng, hãy học cách phớt lờ, bỏ qua và tiếp tục làm công việc mình phải làm. Thực hành thói quen này tạo ra sự thanh thản trong guồng quay của sức ép hiệu suất công việc. Khi luyện tập đủ lâu, nó sẽ khiến mỗi ngày ở công ty đỡ khốn khổ hơn nhiều. Đối mặt với bất công trong tư thế sẵn sàng. Mỗi khi đặt chân đến văn phòng, hãy sẵn sàng để đối mặt với đủ loại người như kiêu hãnh, ngu dốt, chỉ tay năm ngón và chấp nhận cả việc bị đối xử bạc bẽo từ những đồng nghiệp. Thật ra hầu hết những người đó đều đang đặt chế độ lái tự động và không đưa ra lựa chọn tỉnh thức trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều ham muốn có một vị trí công việc tốt hơn, nhiều đặc quyền, lợi ích, tiền lương và công việc ít áp lực hơn. Sự ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân luôn hiện hữu, đó là sự thật. Rất tiếc, không phải ai cũng có mọi thứ. Bởi vậy, sẽ có sự cay đắng, ghen tị, thậm chí một vài người sẽ tìm cách chơi xấu để vượt lên. Nhìn thấu và chấp nhận tất cả những việc này như một phần của cuộc sống và tiếp tục thực hiện công việc theo cách bạn đặt mục tiêu, bởi đó là bổn phận. Thể hiện lòng trắc ẩn với mọi người bạn gặp, đừng đánh giá ai cả. Nếu ai đó làm bạn đau, chắc hẳn trong lòng họ cũng có tổn thương đang giấu kín. Vì vậy, hãy thừa nhận sự bất công của thế giới này và sẵn sàng đón nó từ người khác. Luôn tự hoàn thiện bản thân. Công việc, theo các nhà khắc kỷ, ngoài mục đích là kiếm tiền,
trang trải cuộc sống và đạt được những mục tiêu lớn trong sự nghiệp, thì đó cũng là cơ hội tuyệt vời để thể hiện bản thân. Mà đây mới là mục tiêu to lớn hơn tất cả, đạt được minh triết cho cuộc sống. Là một hành trình cả đời, không lúc nào dừng lại, bạn thử nghĩ xem một ngày làm việc của mình có bao nhiêu cơ hội để luyện tập hay là rèn kiếm. Giữ bình tĩnh khi bị xúc phạm hoặc chỉ trích. Luyện tập việc lãnh đạo cho các cuộc họp và điều phối dự án. Giữ bản thân tử tế, ngay ngắn, bất chấp sự khốc liệt và sức ép tại nơi làm việc. Nỗ lực, giữ tập trung, làm đúng việc phải làm, hoàn thành nó kể cả có ai có để ý đến hay là không. Hãy tiếp tục sải bước tới mục tiêu trước mặt trong mọi khoảnh khắc bạn có thể, không chỉ cho sự nghiệp mà còn cho cả sự phát triển của riêng mình. Cuối cùng, nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng lúc ta nhìn lại công việc ta làm với các loại kỹ năng được mài sắc về trí tuệ, cảm xúc, quản lý, lãnh đạo, sự bền bỉ và nhiều thứ khác. Đừng việc gì cũng vơ vào mình. Đâu phải ngày nào đi làm cũng suôn sẻ đúng không? Sẽ có lúc gặp đồng nghiệp khiến ta tức tối, khách hàng đối xử thô lỗ hoặc cái dự án mà ta được giao chẳng đi tới đâu cả. Hẳn là những lúc ấy ta phải nếm trải đủ thứ mùi vị không ai ho gì. Người không luyện tập thường xuyên sẽ than thân trách phận, coi đó là nỗi đau mà có khi họ gặp nhầm nó cả tuần. Ở đây, nhà khắc kỷ nhắc chúng ta lùi lại một bước, nhìn vào tình huống và tự hỏi bản thân. Nỗi đau này có thật không? Hay chỉ bởi tôi nghĩ rằng nó đau đớn? Thông thường, ta suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ, tưởng tượng rằng tình hình tồi tệ hơn nhiều so với thực tế. Lần tới khi bạn ở trong một tình huống khiến bạn đau khổ, hãy lùi lại một bước và cố gắng nhìn nhận suy nghĩ của bạn từ một góc độ khách quan hơn. Ý nghĩ rằng chúng ta đang đau đớn hoặc đang bị tổn hại chẳng qua chỉ là tiếng vọng từ tâm trí của mình, một ý kiến mà ta có thể thu hồi lại bất cứ lúc nào. Tìm một con đường riêng. Khi còn trẻ, chúng ta thường được yêu cầu đi theo một con đường sự nghiệp đã định sẵn. Đi học đại học ở một vài trường hot, trong một khối ngành đang lên, lấy bằng, kiếm công việc tại một công ty lớn, chăm chỉ và sẽ được đền đáp xứng đáng. Đây là lựa chọn an toàn. Tuy nhiên, chiến lược nhiều khi không hiệu quả vì có quá nhiều người khác cũng đang cố gắng thực hiện nó. Họ còn giỏi hơn bạn. Đại dương đỏ của sự cạnh tranh sẽ chờ ở phía trước. Có lúc nào bạn nghĩ đến những công việc ngách hơn, những thứ bạn rất mê nhưng chưa dám thử như làm bánh, chăn nuôi, thợ cắt tóc, thợ xăm, mở cửa hàng sửa chữa chưa? Bởi vì rời khỏi vòng an toàn luôn là khó khăn, nên đôi lúc ta đè tiếng nói thôi thúc bản thân xuống. Đã lúc nào bạn nghiêm túc vạch ra kế hoạch bản thân cần làm để bắt đầu công việc đó, phải học từ ai, đầu tư bao nhiêu chưa? Có hàng loạt câu hỏi bạn có thể làm và dần dần sẽ làm hiện rõ câu trả lời cho bản thân bạn. Có những sự thay đổi lớn chỉ bắt đầu với một cơ hội nhỏ. Cuối cùng, tôi rất muốn hỏi tới việc, cho dù bạn có làm hết những lời tôi khuyên, chưa chắc bạn đã có được những thứ mình muốn. Bởi theo thời gian tôi nhận ra, con người luôn luôn bị thử thách ở bất cứ vị trí, lứa tuổi, hoàn cảnh nào. Cho dù bạn có là tỷ phú hay người thường, bạn sẽ luôn phải đối mặt với những hoàn cảnh và tình huống không mong muốn. Qua những năm biến động của Covid, ảnh hưởng bởi chiến tranh và bong bóng kinh tế sụp đổ, chúng ta đều nhìn thấy rõ mọi sự mong manh như thế nào. Nhưng để tôi nhắc bạn nhớ, một triết lý mà Seneca luôn khắc ghi, đó là Amor Fati, tình yêu đối với số phận. Amor Fati là một triết lý sống một người tập trung năng lượng để tạo ra, chỉnh sửa thực tại, không chịu ảnh hưởng của yếu tố kết quả. Dù kết quả xảy ra như thế nào đi chăng nữa, thì nó sẽ không tác động đến tâm trí của bạn. Ở đây bạn buông bỏ và thả lỏng cho mọi thứ đi theo số phận. Nhưng chỉ sau khi bạn hoàn thành việc cần làm, hãy làm mọi việc thật tử tế. Bí quyết của tự do cho loài người là lao động hết mình mà không dính mắc vào thành quả lao động. Chí Tôn Ca. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Còn mình là Pink Dot. See ya.